Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy, Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dù vậy Thầy phải nói sự thật cho các con. Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai người đến với các con. Khi người đến, người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy về cùng Cha và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử.